Xin chào các bạn, đã gặp lại các bạn trong tuần này nữa rồi. Tuần này Trang nói về chủ đề gì đây ta? Tuần này thì chúng ta sẽ nói về những điều cần biết khi mà nộp đơn xin visa du học Úc nha. Có nhiều phụ huynh thắc mắc là visa Úc có nhiều loại phân lớp, vậy thì phân lớp của du học Úc là gì? Và nếu muốn biết rõ về từng loại visa thì nên tìm kiếm ở đâu? Visa du học Úc phân lớp là 500 hay còn gọi là subclass 500. Và nếu các bạn muốn biết về từng loại visa thì các bạn có thể vào thanh công cụ tìm kiếm thị thực ở trang web của VFS, thì các bạn sẽ tìm ra được cái thị thực mà các bạn đang thì các bạn sẽ tìm ra được loại thị thực mà các bạn muốn sử dụng. Công cụ tìm kiếm thị thực này thì không thể thay thế cho quyết định riêng hay là yêu cầu riêng hay những lời khuyên cho tương đơn được. Do đó các bạn cần phải đảm bảo rằng là mình đã chọn đúng loại thị thực trước khi nộp. Tiếp theo thì ngày hôm kia thì có cô Phương ở Bạc Liêu thì cô có gửi email cho Trang và cô có thắc mắc là Trang ơi, thì cô có đứa con cô đang học đang du học tại Singapore và nó thì nó muốn từ Singapore xin visa đi vào Úc luôn, vậy thì có được hay không? Sẵn câu hỏi của cô Phương thì Trang cũng giải thích luôn cho các bạn hiểu rõ nhé. Thì lãnh sự quán họ chỉ xét hồ sơ cho những đương đơn nộp tại lãnh sự quán gần nhất tại đất nước mà đương đơn mang quốc tịch hoặc được chỉ định tại trung tâm xét duyệt thị thực Úc. Một ví dụ trường học cụ thể, ví dụ như là ở Sing thì có trường Curtin hay là trường James Cook. Hai trường này có liên kết với trường Curtin và trường James Cook ở Úc luôn. Thì một câu hỏi đặt ra là liệu nếu học sinh học ở Singapore xong thì có được xin visa từ Singapore để vào Úc học tiếp hay không? Về trường hợp này thì trường ở Singapore chỉ là cầu nối để giúp các bạn xin thư nhập học từ ở bên trường ở Úc thôi. Còn các bạn mang quốc tịch ở Việt Nam thì dĩ nhiên các bạn phải quay về Việt Nam để xin visa từ bên đây các bạn nhé. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu đương đơn không nộp đủ các loại giấy tờ mà lãnh sự quán yêu cầu? Lãnh sự quán đã đăng tải danh sách giấy tờ cần nộp trong hồ sơ mà đương đơn có thể tham khảo để biết được những giấy tờ cần thiết phải nộp. Nếu không cung cấp được những giấy tờ mà lãnh sự quán yêu cầu hay là bởi nhân viên xét duyệt thì đương đơn có thể sẽ bị xem như không đáp ứng đủ yêu cầu xin thị thực và đơn xin thị thực của các bạn có thể sẽ bị từ chối. Do đó các bạn lưu ý cái điểm này nhé, đừng để sai sót bất cứ điểm nào trước khi nộp hồ sơ xin visa. Rồi một trường hợp khác là của anh Hoàng Lân ở Quảng Bình. Anh này có gửi email cho Trang. Câu hỏi của anh là anh đang tính xin visa du lịch Úc nhưng mà passport của anh còn hẹn dưới 6 tháng, vậy thì có nộp đơn xin visa được hay không? Câu trả lời là có anh nhé. Tuy nhiên là nếu anh có kế hoạch cho một chuyến đi ngắn hoặc là hộ chiếu của anh không được hết hẹn trong khi là anh đang ở Úc, anh cần mang theo hộ chiếu còn hiệu lực để vào và ra khỏi nước Úc. Kể cả khi mà thị thực vẫn còn hẹn, một số hãng hàng không vẫn có thể từ chối cho khách lên máy bay nếu như mà hộ chiếu của mình còn dưới 6 tháng. Thêm vào đó, đất nước mà anh đến sau khi xuất phát từ Úc có thể yêu cầu anh phải có passport có hẹn trên 6 tháng. Cho nên là về trường hợp này, anh nên lưu ý. Tiếp theo thì thời gian xét duyệt visa cho du học sinh và người giám hộ hay là du lịch là trong bao lâu? Visa du học subclass 500 thì có khung xét duyệt như sau. Thứ nhất, đối với chương trình học tiếng Anh thì thời gian xét duyệt visa từ 55 đến 71 ngày. Thứ hai, subclass 500 theo diện trung học phổ thông thì thời gian xét duyệt visa là 55 đến 86 ngày. Thứ ba, về chương trình cao đẳng nghề thì thời gian xét duyệt visa là 43 đến 76 ngày. Chương trình đại học và sau đại học thì thời gian xét duyệt sẽ ngắn hơn, chỉ mất khoảng 24 đến 52 ngày thôi. Và visa giám hộ subclass 590 thì sẽ mất từ 71 đến 4 tháng. Và cuối cùng là visa du lịch Úc subclass 600 chỉ mất 20 đến 30 ngày xét duyệt visa thôi. Rất ngắn đúng không nào? Trong quá trình xét duyệt visa thì có cách nào để đương đơn theo dõi quá trình xét hồ sơ của mình hay không? Vâng, nếu đương đơn đã nộp hồ sơ tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Úc ABNC thì đương đơn có thể kiểm tra quá trình xét duyệt hồ sơ của mình trên trang web của VFS. Đương đơn cần phải cung cấp mã số tham chiếu hồ sơ trên hóa đơn, tức là VLN hay còn gọi là ID checking, và ngày tháng năm sinh để kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình trên thanh công cụ kiểm tra hồ sơ của trang web VFS. Tiếp theo, có một câu hỏi gửi về cho Trang là: chị ơi, nếu mà em không đi Úc thì em có được rút lại phí xét visa hay không? Một câu hỏi rất là hay đúng không? Và rất là nhiều bạn đã thắc mắc giống như vậy. Các bạn lưu ý nhé, phí xét duyệt hồ sơ hoàn toàn sẽ không được trả lại
vì đương đơn phải trả phí này khi nộp hồ sơ xin thị thực và khoản phí đó là khoản phí cho quá trình xét duyệt hành chính. Nếu đương đơn không đến Úc nữa thì đương đơn có thể rút hồ sơ xét duyệt visa của mình, nhưng các bạn không thể rút lại phí xét duyệt visa các bạn nhé. Các bạn có những câu hỏi nào thì nhớ để lại những cái bình luận bên dưới nhé, để Trang biết là cái vlog tiếp theo Trang sẽ làm về chủ đề nào. Rồi, chào các bạn nha. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.